những dưỡng chất cần thiết cho mẹ bầu. 1. Sắt có nhiệm vụ tạo máu và tham gia quá trình tạo hồng cầu. Thiếu sắt, thiếu máu khi mang thai tăng nguy cơ sinh non, sinh con nhẹ cân và trầm cảm sau sinh. 2. Kẽm giúp phát triển chiều cao của trẻ từ trong bào thai và tăng miễn dịch. Thiếu kẽm có thể gây vô sinh, sảy thai, sinh non hoặc sinh già tháng, thai chết lưu gần ngày sinh và sinh không bình thường. 3. Iốt. Thiếu iốt có thể gây sảy thai tự nhiên, thai chết lưu, mẹ sinh non. Hoặc trẻ sơ sinh có thể bị các khuyết tật bẩm sinh như liệt tay, chân, nói ngọng, điếc, câm, mắt lắc. 4. Vitamin AD. Vitamin A giúp sáng mắt, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ tăng cường chiều cao tối ưu. Thiếu vitamin A gây khô mắt hoặc có thể dẫn tới mù lòa vĩnh viễn hoặc làm tăng tỷ lệ mắc các bệnh nhiễm trùng. Thiếu vitamin D sẽ ảnh hưởng đến hấp thu canxi, khiến trẻ còi xương ngay trong bụng mẹ hay sau sinh, có khả năng bị nhẹ cân, sâu răng, mềm xương, ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ và thể chất của trẻ. Vitamin B1, B2 tốt cho tế bào thị giác, tham gia trong quá trình hình thành da, tạo máu. 5. Vitamin C. Thiếu hụt vitamin C có thể ngăn não thai nhi phát triển hoàn toàn. Mẹ bầu sẽ bị chảy máu chân răng, phá vỡ tĩnh mạch máu, làm chậm quá trình lành vết thương, vết bầm tím. 6. Acid folic. Thiếu acid folic sẽ là nguyên nhân gây thiếu máu, khuyết tật ống thần kinh ở thai nhi. 7. Canxi. Hình thành nên xương, răng và đảm bảo cho sự phát triển của thai nhi. Thiếu canxi khiến mẹ bầu mệt mỏi, dễ bị đau nhức toàn thân, chuột rút. Nguy hiểm hơn là lên cơn co giật. Thai nhi thiếu canxi gây suy dinh dưỡng, còi xương bẩm sinh ngay từ trong bụng, biến dạng các xương gây dị hình, giảm chiều dài sơ sinh.